Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại với video swatch son. Và dòng son hôm nay mình swatch là L'Oreal Rose Signature. Dòng son này thì ngày trước mình đã có swatch rồi và có review rất là chi tiết rồi. Mình sẽ để cái link video ở dưới phần mô tả và ở phần trên góc bên này cho mọi người xem nha. Đợt này thì L'Oreal có gửi cho mình 4 màu mới và 5 màu bestseller của đợt trước. Video này thì mình sẽ swatch 4 màu mới thôi, tại vì là đợt trước mình có swatch những màu kia rồi. Mình sẽ quay lại để swatch ra tay ở phần cuối cho mọi người những cái màu cũ đấy và sẽ giveaway luôn cho mọi người, nên là nhớ xem đến cuối video nha. Như ở video đợt trước thì mình có khen là rất thích thiết kế đợt này của L'Oreal. Thân thuôn dài, được làm bằng nhựa cứng cầm rất là xịn. Thân nhám, trong suốt nhìn được màu son bên trong. Phần đáp son có màu đen và phần gờ màu gold in tên hãng là một điểm nhấn cực kỳ đẹp luôn. Phần ống lấy son thì có một vòng tròn nhỏ để điều tiết lượng son lấy ra cực kỳ thông minh. Đầu cọ có hình chiếc lá dễ viền môi, lượng son lấy ra cũng rất là vừa đủ. Đánh son thì mình thấy không cần gương vẫn có thể đánh được. Nói chung là mình thấy thiết kế lần này của L'Oreal cực kỳ chất lượng và không có gì chê cả. Đầu tiên 129 là tông màu hồng đất cực kỳ đẹp, phù hợp với mọi tông da, không cần make up vẫn có thể sử dụng rất đẹp. Các bạn học sinh muốn sử dụng đi học thì đánh một lớp nhẹ thôi là rất là xinh rồi, cực kỳ tự nhiên nữa, không lo giám thị để ý. Về chất son đợt này thì mình rất là thích, cũng như đợt trước thôi, không có gì thay đổi cả. Chất son này thì làm mình liên tưởng đến chất son tin nước, tuy nhiên thì bạn này bám màu rất là đều, không bị ăn ít son môi trên như các dòng son tin truyền thống. Khi lướt son trên môi thì mình cảm thấy hoàn toàn dễ chịu, đến khi son set lại thì còn dễ chịu hơn cơ, kiểu nó rất là nhẹ môi, cảm giác như không thoa son trên môi ấy. Để cả ngày thì mình không hề có cảm giác bị khô môi. Dòng son này thì mình thấy là không lên màu quá đậm, nếu mà muốn màu đậm hơn thì mọi người cứ trồng nhiều lớp lên nha, không sợ khô môi hay là nặng môi đâu. Khi mà son set lại thì có chưa set hẳn lại thì sẽ có hơi bóng nhẹ một chút. Mình để khoảng tầm 3 đến 5 phút sau thì son sẽ hết lớp bóng và lì lại hơn, nhìn cực kỳ tự nhiên. Tiếp theo, màu 103 mình đang swatch là tông màu mình thích nhất trong cả bộ sưu tập của L'Oreal luôn. Đây là tông cam đỏ đất siêu thích hợp cho mùa thu này, hợp mọi tông da và cũng không cần make up khi sử dụng. Mấy ngày hôm nay thì mình luôn sử dụng mix 2 màu 129 và 103 để đi học. Mấy ngày liên tiếp luôn ấy, không thay đổi. Nhìn rất là xinh và kiểu nhẹ nhàng xinh xinh nhưng mà vẫn cực kỳ là trendy. Về độ bám màu thì nếu mà uống nước thì mình thấy là son chỉ ra thành cốc một lớp nhẹ thôi. Hoặc là nếu mà bạn để son lâu rồi, khoảng 15 đến 30 phút rồi, thì son sẽ lì lại ăn trên môi và sẽ không dây ra thành cốc luôn. Ăn uống nhẹ thì không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà ăn một bữa lớn mà có dầu mỡ hoặc là có nước như là bún phở thì sẽ trôi sạch luôn. Trừ màu nào mà có lớp base hồng thì sẽ còn lại lớp base. Dòng son này thì mình thấy bám màu khoảng 4 đến 5 tiếng đối với mà không ăn uống các màu mà không có lớp base. Còn những màu nào mà có lớp base thì gần như là bám màu cả ngày dài luôn và cực kỳ khó tẩy trang. Màu cuối cùng mình swatch là lớp base hồng rất là rõ, và kể cả mình tẩy trang đi thì nó vẫn còn màu hồng ấy. Thì đoạn cuối mình sẽ quay cho mọi người nhìn thấy. Màu son đang trên môi mình là 127. Ban đầu thì mình tưởng đây là một tông son cam tươi, nhưng mà khi đánh lên thì lại thấy có hơi chút ánh hồng xinh xinh nên là dễ dùng hơn. Màu này thì sẽ hợp cho các bạn có tông da từ trung bình cho đến sáng, nên đi kèm với make up nhẹ nha. Tông màu này thì có luôn một lớp base hồng. Về mùi son thì mình thấy đây là một mùi thơm nhẹ kiểu mỹ phẩm, không phải là ngọt kiểu hoa quả. Mình thấy thì mùi này rất là ổn và dễ ngửi, sẽ có nhiều bạn ưng. Màu son mới cuối cùng là 132. Đây là tông hồng đào của ánh cam nhẹ xinh vô cùng, hợp với các bạn có style bánh bèo này, có tông da trắng, nhìn cực kỳ Hàn Quốc luôn. Đánh lên thì mình thấy là tông màu này cũng khá hợp với mái tóc của mình hiện giờ nhỉ. Với giá khoảng 200.000 thì mình thấy cực kỳ ưng dòng son đợt này, nhất là hai màu 129 và 130. Bao bì rất là đẹp, bắt mắt và chất son cực kỳ cao cấp, nhưng mà giá lại rất là bình dân nên là mình rất là khuyên mọi người nên thử nha. Giờ thì mình sẽ swatch 5 màu bestseller của đợt trước và sẽ giveaway luôn 5 màu này. Mọi thông tin về giveaway thì mọi người sẽ xem ở dưới phần mô tả nha. Đầu tiên 112 là tông màu cam tươi này. Tiếp theo 113 là tông màu đỏ tươi. Tiếp theo nữa 115 là tông màu đỏ hồng. 116 là tông màu mình cực kỳ yêu thích của bộ son đợt trước. Mình sử dụng rất là nhiều màu này để làm lớp base. Đây là tông màu nâu hồng, rất là nhẹ nhàng, không bị dừ đâu.
Còn cuối cùng là 119, đây là tông màu san hô cũng khá là xinh. Đấy, thì mình sẽ giveaway cả 5 thỏi son này cho một bạn. Và cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.